Hạ màn vòng bảng và playoff đấu trường danh vọng mùa đông 2022, ba đội tuyển mạnh nhất xuất hiện. Tản mạn phía sau hậu trường, trong trận là đối thủ, ở ngoài là bạn bè. Team Caster trải nghiệm game thần trùng cũng không quá đáng sợ. Liên quân thế giới tuần qua, Flash Club tiến đến chung kết tổng, Kuridam lọt vào top 4, Dewa lên ngôi vô địch. Giải đấu sinh viên Arena Student, sân chơi dành cho các bạn sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Yo, xin chào anh em cùng quay trở lại với bản tin ngày chẵn của tôi ngày hôm nay. Sau hơn 2 tháng tranh tài, khu vực AOG đã xác định được 3 cái tên có mặt tại nhà thi đấu quân khu 7 là VGaming, Sài Gòn Phantom và Box Gaming. Quay ngược thời gian trở lại thời điểm kết thúc vòng bảng, có lẽ cú sốc lớn nhất hay có thể nói là pha gạt giò đỉnh cao đến từ Phượng Hoàng HQ khi đánh bại lười con Heavy tới 3 ván không gỡ. Dùng đến vị trí của Bơm, double kill tụi về cho Bơm rồi xảy ra từ Sierra. 3 bóng! Không thể tin nổi đến từ HQ Sport. 3-0 dành cho Phượng Hoàng Lửa. Vâng, không thể tin nổi khi mà HQ Sport đã chiến thắng được 3-0 trước đội tuyển Heavy. Niềm vui đang tràn về dành cho cả fan HQ lẫn đội tuyển Team Flash khi mà khe cửa hẹp đang được mở rộng ra nhiều hơn và có quyền tự quyết. Và cũng từ đây, HQ hồi sinh từ đội tuyển cho đến fanpage. Kể cả đây nữa, còn chơi đối tử nữa chứ. TDT Esports lọt vào top 4 đội mạnh nhất trong lần đầu tham dự từ khi đổi tên từ Memo Game. Bước đến vòng playoff dù đã rất nỗ lực, nhưng TDT Esports đành phải tạm biệt giấc mơ lần đầu ra quốc tế sau trận thua 2-4 trước Box Gaming. Dù thất bại, nhưng màn trình diễn của TDT ở mùa giải này xứng đáng được tất cả mọi người công nhận. Sau trận đấu này, các anh em viewer tiếp tục nhận màn cầu lương công khai. Có một bụi cỏ ở gần hang tà thần Cesa và có lẽ như là bụi cỏ đó khá là duyên nợ với đây. Vậy thì tại sao bạn cứ liên tục chạy vào bụi cỏ này vậy ạ? Anh đi tìm tình yêu á. Tôi có đường chơi chúng đây là Daim. Thấy rồi sao ấy? Daim thấy chào em. Anh đứng đây từ chiều. Chưa. Thấy rồi nhưng mày đứng như thế này sao chứ? Chưa đây. Chưa. Đâu biết gì đâu. Mày lên, mày biết gì đâu mà. Mày lên mà. Hôm nay thì hôm qua không ai. Nhưng bây giờ thì Daim đã tỉnh táo rồi. Không ai gọi là tắm hai lần trong một dòng sông chứ. Daim một chết cản hai cái đùa sốc luôn. Chắc lắm. Daim vẫn lao vào. Daim vẫn lao vào. Anh đi tìm tình yêu á. Ở trận playoff 2 giữa Sài Gòn Phantom và VGaming, đúng với tính chất trận siêu kinh điển, cả hai đội đã cống hiến 7 ván đấu cực kỳ hấp dẫn, đan xen những cảm xúc khó tả. Nổi bật chính là màn thủ nhà thành công ở ván 5 của SKP. Cả qua bị sốc sát thương qua bay bầu và VGaming sẽ có 5 người ở đường của có Helen hồi phục, có thể sẽ là endgame. Sài Gòn Phantom còn đang lũ lượt bỏ chạy về tế đàn của mình hồi phục quả bóng chưa thể dọn dẹp được con Cesa vừa qua. Zero băng ra nhưng ném hoa không dám nhận. Zero ngay lập tức phải lùi ngược trở về. Có lẽ Sài Gòn Phantom vẫn sẽ phòng ngự được tâm lý này. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đó là cú ném đến từ vị trí của Paris và sẽ có 3 đường. Sau 3 đường thì họ có tràn vào hay không đây? Rõ ràng là VGaming đang rất từ từ, nhưng họ không thiếu đi sự quyết tâm. Họ đang bắt đầu tràn vào BDB ở một đường, và đây là cú sấy đến từ Paris. Cú tập biến quá của Paris, Paris cao trụ, Paris cao trụ tiếp. Paris cao được quá nhiều máu trụ rồi, vẫn đánh trụ, tiếp tục vào phải vào đánh trụ. Không đánh được, không đánh được, thôi thôi, không đánh được. Đó là một tình huống rất quyết đoán, nhưng đó chỉ là Paris. Đi kèm với một số yếu tố tâm linh khác. Sài Gòn Phantom, VGaming và Box Gaming, đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch? Hãy cùng đón xem vào ngày 9 tháng 10 tại nhà thi đấu quân khu 7 nhé! Dù ở trong chiến trường là đối thủ nhưng ở ngoài đời là những người bạn thân thiết, một câu nói quen thuộc ở trong cuộc sống nói về tình người. Và đó cũng là tình bạn giữa Proy và Han, hai người chơi hỗ trợ xuất sắc của Liên quân Việt Nam. Thần tượng của Han là ai? Thần tượng đó chính là Roy. Thần tượng Roy luôn. Thế tại sao lại thần tượng Roy? Tại vì mình thấy khả năng chơi trợ thủ của anh ấy là rất lì. Đi mệt giờ sao không lấy? Theo cái chai trống đi với nhau. Không có chọc nha, nhưng mà cái này dùng cái nó sẽ đỡ áp lực hơn á.
Ngoài ra, không thể không nói đến mối duyên nợ My Destiny giữa Quang Hải và Bâng, đúng là một mối tình định mệnh không thể rời xa nhau. Tựa game Thần Trùng ra mắt hơn một tuần nay đang có sức hút rất lớn vì đây là tựa game trên Steam đầu tiên được sản xuất bởi đội ngũ vận hành người Việt. Giỏi thật sự chứ? Lại còn là game kinh dị nữa thì phải mua và trải nghiệm ngay và luôn. Dám bao nhiêu game kinh dị thì đơn giản lắm anh em ơi. Đồng quá anh em ạ. Tụi bó. Diễn vãi lều luôn, kiểu mẹ mình hòa mình vào game luôn. Còn anh ngoài đời chắc tụi bó đái mẹ ra quần, ngất mẹ ở đây mất. Mà ngất ở đây thì không được anh em ạ, ngất đây có những cũng chết. Thôi đừng ngất. Mày chưa? Chó, ăn đi. Sao ông không anh ơi? Đi. Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy, cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Ôi giời ơi, dễ vãi. Tuần 3 tại 3 giải đấu hàng đầu, những đối thủ chính tại APL 2022 cũng đã được xác định gần như đầy đủ, các đại diện tham dự giải đấu Liên Quân Quốc tế thứ 2 trong năm. Tại GCS, Flashwave ở mùa đông 2022 đang thể hiện sức mạnh của mình khi là đội đầu tiên bước đến trận chung kết tổng, cũng như có suất quay trở lại giải quốc tế sau 2 năm. Hai đội tuyển còn lại của GCS tham dự APL 2022 là Mad Team và Bikertopia, nhà vô địch GCS One Team ngậm ngùi nhà sau thất bại trước chính Bikertopia. Trận chung kết tổng sẽ là cuộc đối đầu giữa Flashwave và Bikertopia khi đồng chí Tờ Linh và các chiến hữu của mình đánh bại Mẹt Team với tỷ số 4-2 ở trận chung kết nhánh thua. Đến với khu vực APL, top 4 đội mạnh nhất đã được xác định bao gồm Bacon, KFC Talon, Buridam và Valencia CF Esports. Đội bóng Paris Saint-Germain không may ở những tuần cuối có những thành viên gặp vấn đề sức khỏe, nhưng trên hết chính là sự xây tua đội hình đến nỗi fan hâm mộ PSG cũng lú theo, đặc biệt là First One khi vừa chơi xạ thủ ý dừng, nay lại chuyển sang limit. Kết quả thì em cũng đã biết rồi. Ở khu vực ASL, 3 cái tên sẽ tham dự APL 2022 là DG Esports, Archangel và Dewa. Trận chung kết của ASL Đông 2022 đã kết thúc với ngôi vô địch thuộc về Dewa sau chiến thắng 4-1 trước Archangel. Congratulations untuk tim dari Dewa United Esports menjadi pemenang di ASL Winter 2022 Liga. Anda tadi bilang kan? Tựa game Liên Quân đang cho thấy sức hút lan tỏa đến cộng đồng, đặc biệt là với các bạn sinh viên. Mới đây thì Liên Quân đã đánh dấu lần đầu hợp tác với Ion Bình Tân, một trung tâm thương mại lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu cuối cùng, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại đối thủ nặng ký Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch. Có muốn lao vào hay không? Hiện tại đã lao vào rồi, có liên tục rồi, rất đẹp đến từ vị trí của trường Đại học Tech rồi. Hutech không nói gì nữa rồi. Hutech không tạo được chuyên cơ này. Họ đang đẩy lên. Họ còn cả 5 người. Và liệu rằng họ làm được nó không đi. 1, 2, 3, 4, 5, xỉm và gục nhầm xuống. Và đó là chiến thắng dành cho trường đèo Hutech. Một chiến thắng hoàn toàn hát đảo rồi. Không còn gì để nói nữa. Một chiến thắng chung cuộc. Kế hoài là tỷ số mà trường đèo Hutech đã ấn định ra rồi. Và chắc chắn một điều, ngôi vị quán quân giải đấu Arena of Student này sẽ gọi tên trường đại học Hưu Trạch. Một sự kiện khác cũng đang thu hút các bạn sinh viên chính là Xiaomi Campus Tour, trải dài 20 trường đại học trên toàn quốc với nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn. Và đây cũng là nơi thể hiện niềm đam mê của mình.
chúng ta tiếp tục đây là nước hai hai tổng ta vẫn đang thay cho lời kết cho bản tin ngày hôm nay là trailer về vị tướng mới sắp ra mắt có tên là Tiri. Anh em muốn tôi like test con tướng này đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp anh em tại nhà thi đấu quân khu 7 vào ngày 9 tháng 10 tới. Giờ tôi đi đây. Bye bye anh em.